năm chú nhảy ở trên giường đây, một chú lặng té ngã đập đầu. Mẹ gọi bác sĩ liền và rồi bác nói rằng không có khỉ con nào được nhảy trên giường. Khỉ con này bốn chú nhảy ở trên giường đây, một chú lặng té ngã đập đầu. Mẹ gọi bác sĩ liền và rồi bác nói rằng không có khỉ con nào được nhảy trên giường. Khỉ con này ba chú nhảy ở trên giường đây, một chú lặng té ngã đập đầu. Mẹ gọi bác sĩ liền và rồi bác nói rằng không có khỉ con nào được nhảy trên giường. Khỉ con này hai chú nhảy ở trên giường đây, một chú lặng té ngã đập đầu. Mẹ gọi bác sĩ liền và rồi bác nói rằng không có khỉ con nào được nhảy trên giường. Khỉ con này một chú nhảy ở trên giường đây, rồi chú lặng té ngã đập đầu. Mẹ gọi bác sĩ liền và rồi bác nói rằng đặt những khỉ con trở lại giường. Đặt những khỉ con trở lại giường. Thôi nào khỉ con, đã đến giờ đi ngủ. Ngủ đi. Làm mất tất mình rồi và chúng bắt đầu ngồi khóc. Mẹ thân yêu à, buồn lắm đó mà, vì mất tất rồi con đâu. Vì mất tất rồi à, nghịch quá đó mèo à, và bánh bê đừng hòng cho. Thank you.
đời ngây thôi. Là bóng đá, là bóng đá, là bóng đá. Thật tuyệt, là bóng đá. Đá đi nào, là bóng đá. Thật phấn khích, là bóng đá. Hãy đá bóng nào, là bóng đá. Chúng ta sẽ thắng, là bóng đá. Hãy bóng đá, chơi bóng đá, bóng đá. Chưa chơi bóng tay thật chẳng chuyện đến nhau. Để chơi bóng quanh mình này nào ta đã. Lần chơi bóng vui này nè nào hay lần. Ta xuôi chơi bóng đá đến khung thành bao ngày. Để chơi một trận bóng đá khác với Famis. Một con sư tử ngu ở trong khu rừng, nghĩ sao một ngày dài vất vả. Chú chuột nhỏ xinh kia lại gần anh ta, thế là cậu liền chọc phá mũi của sư tử kia. Rồi sư tử ta thức giấc ngủ say, trước mắt là một loài chuột nhỏ bé, thế là đạp vào mình bạn chuột này đây. Và chú chuột là một bữa ăn cho sư tử. Tha tôi! Chú chuột kia van xin không ngừng. Xin hãy thả tôi đi, và một ngày nào đó tôi sẽ giúp bạn, tôi thề. Sư tử rất tốt, tốt lắm đây. Thả chúng ta ra để chú bước đi. Rồi đến một hôm ở trong khu rừng, khi sư tử rình mồi chuẩn bị bữa sáng, chú bước vào sập bẫy của những thợ săn ở nơi đây. Không thể nào từ chú thoát ra. Chúng ta nghe sư tử anh la hét, chuột nhanh đi đến và rồi giúp đỡ. Cắn ngay một sợi thân thật to, thế rồi tự do nhé sư tử. Cảm ơn chuột rất nhiều, sư tử nói liền. Mình đã hứa sẽ luôn luôn ở bên bạn nếu bạn cần giúp đỡ. Chú chuột nói khó khăn giúp nhau, chuột với sư tử chung kết bà. Giờ chuột với sư tử chung kết bàn với nhau, chúng rất thích chúng chơi chúng đùa cùng với nhau. Giúp nhau chuột và sư tử giúp đỡ lẫn nhau, suốt cả cuộc đời là bạn tốt tốt với nhau. Bạn hỡi hãy nhớ lấy, lòng tốt sẽ chẳng lãng phí đó bạn à. Chào các bạn nhỏ, bạn có biết những gì đã xảy ra với Humpty Dumpty không?
Trên bức tường hầm thì đông thì ngã lăn xuống đường, nhưng con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép hầm thì một lần nữa nguyên vẹn. Hầm thì đông thì ngồi trên bức tường hầm thì đông thì ngã lăn xuống đường, nhưng con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép hầm thì một lần nữa nguyên vẹn. Thật tội nghiệp Humpty Dumpty, tôi hy vọng anh ấy sẽ mau khỏe lại. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường, nhưng con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường, nhưng con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Là một chàng trai, E-I-E-I-O. Trên trang trai vài ba con bò, E-I-E-I-O. Bò đực kêu mu mu và bò kêu mu mu, đây mu kia mu khắp mọi nơi mu mu. McDonald là một chàng trai, E-I-E-I-O. Ông McDonald là một chàng trai, E-I-E-I-O. Trên trang trai vài ba con gà, E-I-E-I-O. Gà thì kêu chít chít và gà kêu chít chít, đây chít kia chít khắp mọi nơi chít chít. McDonald là một chàng trai, E-I-E-I-O. Ông McDonald là một chàng trai, E-I-E-I-O. Trên trang trai vài ba con lợn, E-I-E-I-O. Lợn thì kêu on on và lợn kêu on on, đây on kia on khắp mọi nơi on on. McDonald là một chàng trai, E-I-E-I-O. McDonald là một chàng trai, E-I-E-I-O. Trên trang trai vài ba con vịt, E-I-E-I-O. Vì thì kêu quắc quắc và vì kêu quắc quắc, đây quắc kia quắc khắp mọi nơi quắc quắc. McDonald là một chàng trai, E-I-E-I-O. Ông McDonald là một chàng trai, E-I-E-I-O. Trên trang trai vài ba con cừu, E-I-E-I-O. Kêu kêu ba ba và kêu kêu ba ba, đây ba kia ba khắp mọi nơi ba ba. McDonald là một chàng trai, E-I-E-I-O. Kỳ mười ban trên đó và một ban la to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một ban lăn quay. Ao! Kỳ chín ban trên đó và một ban la to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một ban lăn quay. Ao! Kỳ tám ban trên đó và một ban la to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một ban lăn quay. Ao! Kỳ bảy ban trên đó và một ban la to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một ban lăn quay. Ao! Kỳ sáu ban trên đó và một ban la to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một ban lăn quay. Ao! Kỳ nằm ban trên đó và một ban la to, lăn qua đi, lăn qua đi,
và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Ao! Kỳ bồn bàn trên đó và một bàn la to. Lăn qua đi, lăn qua đi. Và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Ao! Kỳ bà bàn trên đó và một bàn la to. Lăn qua đi, lăn qua đi. Và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Ao! Kỳ hai bàn trên đó và một bàn la to. Lăn qua đi, lăn qua đi. Và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Ao! Kỳ một bàn trên đó và bàn lại la to. Chúc ngủ ngon!